Cái mô hình nuôi bò cạp mỗi ngày nó mỗi phát triển và nó hiệu quả hơn thì ở chỗ Trà Vá Thanh Tùng mình là đang nuôi với cái kỹ thuật là nuôi khép kín nha. Thì nếu như trước đây mình nuôi bò cạp á, mình phải lấy con mồi từ chỗ khác mình đổ vô để cho nó ăn. Thì hiện tại là mình đang áp dụng cái kỹ thuật chăn nuôi mới, đó là nuôi khép kín. Tức là mình sẽ thả con dế trực tiếp vô trong cái khu vực nuôi bò cạp luôn. Và mình chỉ việc tốn thức ăn cho con dế thôi. Tức là mình bỏ cái những cái lá chuối hoặc là những cái rau cỏ hay là lục bình đồ vô để cho con dế nó ăn. Và con dế thì nó sẽ đẻ trực tiếp trong cái chỗ nuôi này luôn. Đây là những con dế nó đang đẻ nè. Tức là nó sẽ đẻ trực tiếp và nó nở con ra. Và con nó sẽ ăn những cái rau cỏ mình bỏ vô bên trong, và nó lớn lên thì cái con bò cạp nó chỉ việc là bắt những cái con mồi này nó ăn thôi. Thì mình sẽ tiết kiệm được cái chi phí thức ăn rất là nhiều. Vì mình tận dụng luôn cái chỗ ở của cái con bò cạp để làm cái chỗ trú ẩn cho con dế, và con dế nó sinh sản phát triển trong đây luôn. Thì đối với con bò cạp thì nó chỉ cần có đủ cái lượng mồi nó ăn là nó sẽ phát triển tốt thôi. Bò cạp thì nó chỉ việc trú ẩn vô bên trong này, và mình nuôi kết hợp là con mồi dế chung ở trong cái chuồng bò cạp luôn. Thì mình sẽ giảm cái công chăm sóc xuống rất là nhiều nha. Tại vì bò cạp thì nó có cái thói quen là sống bầy đàn, cho nên nó ở nhiều thế hệ ở chung vẫn được. Đó là đây những con bé xíu và những con to. Thì khi mình nuôi kết hợp như vậy thì nó đủ thức ăn, và cái con bò cạp nó sẽ đẻ liên tục nha. Đây là những cái da con bò cạp nó lọt nó bỏ lại. Mỗi lần nó lớn lên là nó sẽ lọt nó bỏ lớp da lại và nó sẽ lớn lên tiếp. Cái mình dỡ ra thì nó sẽ dồn xuống dưới đây. Thì một mét vuông ở chỗ mình nuôi bò cạp thì thường là mình nuôi một mét vuông khoảng 300 con, tức là cả lớn lẫn nhỏ luôn nha. Đây là những cái thức ăn mà đàn dế nó ăn để nó phát triển, tức là những cái lá chuối, cây chuối, những cái lá lục bình hoặc là những cái rơm cỏ khác thì mình đều cho con dế ăn được hết. Và mình nuôi theo cách này thì gần như là mình chỉ đầu tư cái vốn chuồng trại là chủ yếu thôi. Còn thức ăn thì gần như là khi mình thả con giống dế vô cùng với lợn giống bò cạp vô cùng lớp thì tự nó sinh sản, và hai con này nó tự phát triển và nó nuôi lẫn nhau thôi.